giải quyết tình trạng đất chồng lấn giữa người dân và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ở xã Châu Hồng, huyện Quế Hợp. Cơ quan chức năng trả lời về chế độ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Sửa đổi giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hộp thư truyền hình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong nhiều năm qua, diện tích đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất, đất ở, đất vườn của các hộ dân ở Bản Ngọc, Bản Huống, Bản Phải, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp bị chồng lấn với đất rừng do khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống quản lý. Thực trạng này kéo dài đã lâu, gây khó khăn cho việc đảm bảo sinh kế của người dân và ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Gia đình ông Lê Hồng Xanh, bà Sầm Thị Phương ở Bản Na Nong, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp có gần 4,5 hectare đất rừng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, ông chỉ nhận được tiền hỗ trợ bảo vệ rừng cho 2 hectare. Số diện tích còn lại do nằm trong phạm vi rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống nên không được nhận tiền hỗ trợ khoán bảo vệ rừng. Chồng lẫn thì cũng không biết là vào lúc nào, nhưng mà thấy bảo là đất không được sản xuất, không được làm, không được phát. Là sau mới hỏi cụ thể là nếu mà không được phát, không được làm thì tại sao lại cấp bìa cho sản xuất? Nhưng mà nói là bìa thì cấp nhầm, không biết là như thế nào, cho nên là cấp trên tức là nghiên cứu như thế nào đó. Bây giờ bìa thì đang cầm đó nhưng mà không được sản xuất. Trên địa bàn xã Châu Hồng có một số diện tích đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất, đất ở, đất vườn của 28 hộ dân ở Bản Ngọc, Bản Huống, Bản Phải đang nằm trong quy hoạch đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống. Diện tích đất trồng lấn này được người dân khai hoang làm nương rẫy, trồng cây quế, cây keo trên 30 năm nay và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị định 163 của Chính phủ từ năm 2006. Trồng lấn này thì do quy hoạch và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thì đến nay thì vẫn chưa được đóng mốc ranh giới, chưa được cấp bìa đỏ mà chỉ trên là cái quy hoạch rừng phòng hộ trên cái địa bàn xã Châu Hồng. Đất và rừng giao cho khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống quản lý mà lại là cái địa bàn sản xuất của người dân thì rõ ràng là nó tác động trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Muốn bảo vệ rừng được tốt thì phải có sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân. Đơn vị cũng đã tháo gỡ bằng cách là tuyên truyền hướng dẫn cho chính quyền địa phương cùng với người dân là cái diện tích rừng phòng hộ này khi người dân kéo đến độ tuổi khai thác thì phải tiến hành lập hồ sơ xin chủ trương khai thác thì mới đúng đảm bảo theo quy định của pháp luật. Quy hoạch trồng lấn không chỉ gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Gắn bó hàng chục năm với vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, các hộ dân đã xây dựng nhà cửa, khai hoang đất trồng cây, nhưng do diện tích đất nằm trong phạm vi rừng phòng hộ, nên khi đến kỳ thu hoạch, phải xin phép Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống để lập hồ sơ khai thác. Tôi tức là có cái vạt đất trồng quế từ năm 95-96. Gia đình muốn tự do để mà trồng rồi thu hoạch thì nhiều lúc phải phụ thuộc, phải xin và phải làm giấy tờ. Ủy ban xã cũng đã tổ chức đi phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ năm 2016 là đi rà soát, thì cũng phát hiện ra là các hộ trồng lấn đó, người dân trên địa bàn thì cũng có cái mong muốn là thứ nhất là các cơ quan chức năng là tạo điều kiện những hộ đã có bìa tự được cấp quyền sử dụng đất thì giao lại cho các hộ dân để hộ dân canh tác, tức là quản lý bảo vệ để có cái thu nhập, thì mong rằng là sắp tới đây các cơ quan chức năng tạo điều kiện tức là xem xét bóc tách cái số này để cho người dân. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống được giao quản lý trên 16.900 ha đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 200 ha tại các xã Châu Hồng, Châu Lý, Bắc Sơn đang trồng lấn với người dân. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này còn có những khó khăn, vướng mắc do hồ sơ, ranh giới cấp giấy chứng nhận trước đây không rõ ràng,
cần thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu để có cơ sở kết luận. Đơn vị mong muốn thứ nhất đó là về cái tính pháp lý, là cấp trên hỗ trợ cho Phú Huống để đóng mốc ranh giới, phân định rõ giữa đất của chủ rừng và đất của người dân, và cấp cái bia đỏ cho chủ rừng để chủ rừng có một cái tính pháp lý những cái diện tích mà người dân đã canh tác từ trước đến nay rồi, và những cái diện tích mà cấp bia đỏ rồi thì đề nghị là điều chỉnh quy hoạch, đưa cái diện tích rừng đất này ra khỏi rừng phòng hộ mà chuyển sang rừng sản xuất và bàn giao lại chính quyền địa phương để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau cái phát hiện như vậy thì huyện đã có văn bản báo cáo về Sở Nông nghiệp, đồng thời là xin đề xuất bóc tách cái vấn đề này ra để trả lại người dân sử dụng. Tuy nhiên quá trình đó thì đang còn vướng kế hoạch rừng phòng hộ, đồng thời là các cái kế hoạch chung của tỉnh Nghệ An. Thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, nhất là các cái chủ rừng, để đề xuất bóc những cái phần trung lệnh rõ ràng từng hộ dân luôn, bao nhiêu diện tích cụ thể để biết nằm ở tiểu khu nào, lô nào, phải nào, để báo cáo về quan tỉnh cũng như là báo cáo về các sở ban ngành để xin bóc phần đó ra trong thời gian sớm nhất có thể. Kịp thời kiểm tra thực địa, ra soát hồ sơ, ranh giới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và khu bảo tồn thiên nhiên Phù Huống để có phương án bóc tách diện tích đất trồng lấn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế ổn định, lâu dài và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Ông Vi Văn Trường ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông kiến nghị áp dụng chế độ lương viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng như lương của lực lượng kiểm lâm, đồng thời giảm độ tuổi nghỉ hưu của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng vì công việc này có tính chất nặng nhọc. Về vấn đề này, ngày 30 tháng 7 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản số 5483 trả lời cụ thể như sau. Các chế độ của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã được quy định tại Điều 41 Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang phải làm việc trong điều kiện nặng nhọc, khó khăn, nguy hiểm. Chế độ đãi ngộ còn rất thấp, chưa tương xứng với tính chất công việc được giao. Nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực trong công tác bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổng hợp, đánh giá và nghiên cứu đề xuất chính sách, chế độ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo hướng được hưởng như kiểm lâm. Ông Phan Văn Định ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên đề nghị nâng kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm vì giá điện tăng nhiều nên không đủ nguồn kinh phí để điều hành. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời như sau. Từ năm 2018, chính sách miễn thủy lợi phí được thay thế bằng chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo đó, mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quyết định trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định. Do mức giá này không thay đổi, chi phí như tiền lương, tiền điện đều tăng. Hiện nay Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi một số nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế triển khai thực hiện. Sau khi nghị định mới được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai thực hiện mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng quy định. Một số gia đình ở tổ 4, khối 15, phường Lê Lợi, thành phố Vinh phản ánh. Tại khu đô thị Nam Lê Lợi đã xảy ra tình trạng vi phạm quy hoạch dự án như xây nhà sát mương làm cho đường bị thu hẹp lại, gây ách tắc giao thông. Xây tường nhà, gara ô tô trên mương thoát nước của thành phố làm mương bị rạn nứt. Hộp thư truyền hình xin chuyển vấn đề trên đến Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh để kiểm tra và giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quy hoạch xây dựng và mỹ quan đô thị. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.